Giờ đây, những chiếc audio CD ra đời dần dần thay thế những chiếc băng cassette khi nhớ lại những năm 60, 70, những chiếc băng cassette đang còn thịnh hành, đi đâu cũng thấy cửa hàng bán băng cassette. Với những thế hệ 8X hay đời đầu 9X, những cuộn băng ấy không khác gì món ăn tinh thần của tuổi thơ. Hiện nay, còn khá ít những nơi bán món ăn xưa cũ đó, tuy nhiên shop Nhật Việt vẫn còn ở đây và bán với giá tốt để mọi người có thể mua và sống lại một ký ức tuổi thơ không quên. Phẩy chấm Băng cassette còn được gọi đơn giản là băng nhạc. Một băng cassette được cấu tạo từ một cuộn băng có mang từ trường trong một vỏ băng bằng nhựa, trong đó thường được ghi bằng bốn rãnh âm thanh cho hai mặt. Cuộn băng từ trường này rộng 3,81mm, còn độ dài của cuộn băng và độ dày của băng tùy thuộc vào thời gian có thể chạy của cả băng, như có nhiều chuẩn thông dụng C60, 30 phút âm thanh mỗi mặt băng dài 90m, C90, 45 phút mỗi mặt băng dài khoảng 130m. Cuộn băng từ trường này lúc đầu được làm từ một hỗn hợp ferric oxide mở ngoặc đơn Fe2O3. Nhưng sau có loại tráng thêm chromium dioxide Cro2 hoặc vài hỗn hợp khác để tăng cường chất lượng âm thanh. Cho đến năm 1988, riêng hãng Philips, nhà sản xuất thiết bị điện tử khổng lồ của Hà Lan, bán được khoảng 3 tỷ băng cassette. Những hãng sản xuất băng cassette nổi tiếng khác có thể kể ra như TDK, Maxell, BASF, Sony, GVC, Nakamichi. Những biến thể phát triển của băng cassette sau này như digital audio tape, Dead, digital compact cassette (DCC) phát triển trong những năm 1992-1996. Tuy nhiên, với sự biến chuyển nhanh chóng của thị trường kỹ thuật số, những sản phẩm này không đủ sức cạnh tranh lâu dài với những sản phẩm khác và dần dần bị quên lãng. Ngày nay, ở các thành phố lớn, băng cassette gần như đã bị lãng quên khi các thiết bị kỹ thuật số khác đang phát triển quá nhanh. Tuy nhiên, sự thật là nó vẫn còn được dùng để ghi các thể loại nhạc đường phố hay dân gian của người dân ở những khu vực như Trung Đông, Ấn Độ và châu Á. Một chủ cửa hàng bán băng đĩa nói với CNN: "Không chỉ là phương tiện để thưởng thức các bản nhạc analog, những người tìm đến với đầu và băng cassette coi đây là một cách để nhớ về những kỷ niệm khó quên thời trẻ. Những năm đầu thập niên 1990 chứng kiến sự đổ bộ của đĩa CD cũng là lúc âm thanh kỹ thuật số lên ngôi thay thế cho những chiếc đầu và băng cassette." dù trước đó chúng là những thiết bị thời thượng được nhiều gia đình xem là báu vật là niềm tự hào mỗi khi sở hữu nhiều năm sau khi công nghệ hiện đại hơn các hình thức âm thanh kỹ thuật số tiên tiến hơn dần thay thế cd nhiều người chỉ còn có thói quen nghe nhạc từ máy tính điện thoại máy nghe nhạc tưởng chừng như những chiếc đầu băng cassette cổ lỗ xỉ không còn được ưa chuộng nhưng trên thực tế vẫn rất nhiều người tìm đến shop nhật việt bán đài radio cassette cổ và cả đài loại đời mới có chức năng đọc đĩa cd những thương hiệu đầu cassette được quan tâm nhiều là Panasonic, Sony, Tic Pioneer, Technics. Bên cạnh đó, băng cassette trắng nhật được mua với giá khá đắt nên thay vào đó, sao bạn không lựa chọn băng cassette cũ đã qua một nước của các thương hiệu nổi tiếng như Sony, Maxell, TDK, vẫn có chất lượng tốt mà giá chỉ 30.000 cuốn, cửa hàng bán băng cassette cũ giá tốt chỉ 30k một cuốn băng xịn. Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ băng cassette cũ giá tốt băng xịn từ Nhật giá tốt, chính hãng, uy tín 100% liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Phẩy chấm. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết về sản phẩm phụ kiện tai nghe theo lô của Shop Nhật Việt để có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp với bản thân. Toàn bộ sản phẩm được Shop Nhật Việt mang về từ Nhật có bưu chính hãng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua. Chúng tôi phân phối xỉ và lẻ trên toàn quốc đảm bảo chất lượng tốt với giá ưu đãi có hệ thống giao hàng tận nơi, thanh toán trực tiếp và được kiểm tra trước khi nhận. Chi tiết liên hệ 0983-1315.28 để tham khảo giá và đặt hàng nhanh nhất.